Ok, hello, chào các bạn nha. Hello, chào được bạn các bạn đã hello, đến chào với em. kênh channel của Minh Biển. Hôm bữa em mật phú không á? Thì hôm bữa là mình làm một cái video clip, đó chính là mình ăn mật phú review tinh đá núi lửa các bạn. Cảm thấy rất là ngon luôn. Anh em ở đây nói là đều biển kiếm một mớ con ghẹ chạy nhanh. Đây, con ghẹ đâu? Đây, con ghẹ vô lên Huy, cho anh em xem. Đây nha anh em. Đây các bạn, con ghẹ rất là nhiều luôn. Anh em mình sẽ review món ghẹ chạy nhanh để anh và thưởng thức thứ nướng trên đá núi lửa này có ngon nha, có khác với mật các bạn. Đây chén muối Huy đã mới đâm xong, anh ta rất đẹp trai luôn, cậu áo ở trần rất đại kia. Anh là em vợ của Phú Lâm. Nói Phú Lâm đi tìm nó. Wow, anh thấy không? Thì nướng thì cảm giác nó cũng đang sôi rồi các bạn. Đó. Rồi đi luôn. Hôm bữa mình ăn món bạch tuộc như thế nào Huy? Thấy cảm giác như thế nào? Nó rất ngon nha anh em. Hả? Ngon mà là ngọt. Ngon ngọt. Giờ thì mình chỉ làm phim môn ghẹ này như thế nào thôi đúng không? Anh ngồi chờ. Đây đồ bắp anh. Đồ bắp chín cái này anh em. Bắp đâu? Review đồ bắp trước nha. Đây, rõ chưa? Bắp hả? Ngon mà. Đây mời các bạn nha. Hả? Ngon lắm, ngon. Thôi giờ review đậu bắp trước đây, từ từ ghẹ chín mình review sau Huy. Rồi nhập nhất hai em ơi. Trớ ghẹ, trớ ghẹ. Ghẹ sâu nè các bạn. Giống ghẹ răng mi vậy. Hả? Món này món y món cái ghẹ răng mi ha. Không dao có sẹt tới này. Ấy, chính như đấy. Đây là cái bóng đáy của ghẹ nha các bạn. Gì? Đây là cái bóng đáy của ghẹ. Bóng đáy à? Bóng đáy, bóng đáy. Hồng môn. Gì? Hồng môn à. Không, mua gì nha. Bạn ơi. Nhìn cái màu ghẹ nó đẹp không mực á. Hả? Nhìn màu ghẹ nó đẹp không mực. Huy đã chưa ăn mà đã share lên cho các bạn. Kia cục nhung băng đá đây nè, mình sẽ mình đã mua về rồi mà mình đã review đây là món thứ hai nha các bạn. Nên thấy nó cũng tuy nó bơ nhưng nó rất là nướng không cái cháy mà nó rất là ngon các bạn, mà rất là dễ xài và dễ rửa nữa. Mong anh em sẽ mua một lần nữa và... cũng mong anh em đừng nên mua miếng này nha anh em, đến một mình review đây được đâu. Mới công đủ ngon chín chưa anh em ơi. Đấy, chưa? Mình nướng cảm giác mình ăn trên cái đá núi lửa này nè các bạn, nó rất là nóng mà rất là ngon luôn, khô nước luôn nè. Nó cái nước sốt của nó không có có thấm dưới bếp lò các bạn, cho nên nó rất là keo và nó thấm dưới ghẹ. Cái nước nó... máy anh em à, lâu lâu nó phun trào ơi núi lửa vậy, lâu lâu nó xịt đi. Không các bạn, không cho nên là nó thấm hết trong ghẹ ngon lắm. Hai đứa đi review cái can thôi, cũng nhỏ chín nhỏ. Được rồi anh ơi. Ui. Mời anh em nha. Wow. Gì vậy? Cảm giác sao vậy? Ngọt, ok, ngọt, ngọt, ngọt. Ngọt. Hả? Ngọt không muốn chảy nước mắt vậy bạn? Hình như nó còn sống hay không? À, điều nôn ăn chưa chín như nào còn sống nè. Bỏ từ từ rồi, mấy anh nghe mấy càng trước này, càng chín như này. Cảm giác nó thế nào rồi? Ngọt thiệt. Nó còn sống, nó còn ngọt. Đi học cho quá muốn giờ quay vlog không? Đi học mà nghỉ giờ vlog không nha anh em. Úc, review cái cây cũ à? Không à. Hả? Chín biết review. Nghĩ mình chính xác là đã chín nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ review món ghẹ nướng trên đá núi lửa, cảm giác như thế nào các bạn. Đây, Úc review trước Úc. Vui hả? Ờ. Review con nhỏ thì đấy. Đây, làm view con nhỏ. Chấm muối lên. Đây. Quỳ. Đây. Vậy thôi luôn đi. Sao còn sống không? Kính rồi kìa. Hả? Kính rồi, kính rồi. Hồi nãy hơi là review sống. Hồi nãy hơi review còn sống. Giống mà giữ nước không ngọt. Giữ nước ngọt không? Ngọt lắm. Còn mà nướng tên kia nướng nó chảy xuống hết á. Ừ. Đây chín chưa? Đấy. Đây à. Chín rồi. Không có đây nữa. Thế à? Ừ. Đấy con này chua đấy. Đâu đưa làm. Giống như xì me mình nướng đây kêu nó giữ nước xì me ha. Mà anh em nhanh, mấy này làm cùng kia thất bại giờ cùng đi thử biết rồi. Wow.
Hả? Ngon. Chín chưa? Wow. Ê. Đẹp không? Wow, mình ở ngoài mình quay mà cảm giác mình không kìm nói các bạn ơi. Mà mắt này mẹ còn sống đúng không? Ê, mình nước đây là giữ nước ngon hơn cây nương ráo nha. Anh cay không em? Mình sẽ vào sẽ review cho các bạn. Ngon rồi. Hey các bạn, thì Út của mình và Huy để review các bạn. Giờ từ lực mình sẽ vào review để cảm giác như thế nào các bạn đi. Cho muối này. Bữa trước mình có review món mực đến nuôi lửa này các bạn. Giờ mình sẽ thấy rất ngon, mình review thử món ghẹ của mình bác á. Thường nó ngon như thế này các bạn đây. Uầy, thấy không? Nhỏ từng giọt cuối cùng luôn đây. Màu đẹp luôn. Wow. Wow. Ngon ngọt vừa vừa đúng không? Mì. Ờ, đúng rồi, mì ấy. Ừ. Ngon quá. Chào các bạn. Đang gì không? Hả? Chào các bạn. Ờ. Bữa nay tôi đi học giờ từ bách bữa làm nước anh ủy ba luôn ạ. Này nước đi này. Quá wow. Mình làm cái là bắp này các bạn. Để chín chưa? Chín đâu à? Chín bắt đâu? Đó à. Đó rồi. Mời anh em nha. Ngon quá, chua ngon quá, ý là mi ha. Ghiền làm cái món này anh ngon lắm không các bạn không? Thì đây anh ngon hơn bữa lăng mi luôn ạ. Hả? Đúng không? Bữa lăng mi mình bị đang bị sai không hơn. Sai nước không mà đâu kêu đâu. Đây là ngon nè. Mình chỉ canh mi quay đó anh em cho ngồi bạn giao du luôn nha. Quá ngon các bạn ơi, mình cho nên là mình sẽ đỡ không cho camera ngầu hoài nhá. Mình sẽ vào review của các bạn nhá. Wow, đây. Ui. Nó mà ngon ngang ngứa mà cầu ngứa mà giỡn đâu. Mà cái đi nó anh sao nó chua hơn. Thằng Huy ăn. Hay là do được sốt, này em có đèn chanh rồi luôn vậy em. Không. Đáng quá. Wow, này ghê thiệt không ạ? Ghê thiệt không ạ? Mời các bạn ra. Vâng, đúng quá. Đây mà nhai rập luôn. Bắp nó nắng nhiều không? Wow, đẹp quá các bạn. Nhất một khúc nữa. Các bạn nha. Đây. Đẹp quá. Ngọt đá. Dùm này thịt quả lắm. Vì bê chanh đâu? Hả? Không phải chanh. Ngon kìa không sốc. Ngọt đá quá. Wow, cay này. Cái này ăn. Cay thịt đó. Cay ngọt quá. Cay thịt nhiều lắm. Em thích cay này. Em cay này, giờ thịt tôi. Thế này. Có lẽ ăn. Gì vậy? Chứ hết cánh thú rồi. Còn gì tầm lâm. Có lẽ video của mình á, là video này mình sẽ review món ghẹ này, mình cũng có làm ghẹ rất là nhiều các bạn mà mình review thử món ghẹ nướng trên cái đá nuôi lửa này. Cảm giác như thế nào các bạn? Mời em. Bây giờ thì mong các bạn hãy xem video của mình, cảm thấy vui vẻ và cảm thấy ý nghĩa và hay cho mình xin một nút like thôi cũng được các bạn. Và hẹn các bạn lại video lần sau nha. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt nha. Tạm biệt em nha. Nhớ đăng ký kênh của Huy nha. Xin bye nha em.